Bí quyết thành công xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thành công không phải đơn giản là chỉ có nhiều tiền. Rất nhiều người có nhiều tiền, thế nhưng cuộc sống lại không có hạnh phúc và cực kỳ mất cân bằng. Sự thành công sẽ chứng minh bạn là ai, bạn sống như thế nào, bạn phục vụ như thế nào và bạn có liên quan như thế nào. Vậy thì tại sao nhiều người lại không thành công? Tại sao nhiều người không tiến bộ? Bạn càng tiến bộ, suy nghĩ, kỳ vọng và tiêu chuẩn của bạn càng cao. Bạn càng thành công, bạn càng ít biện minh cho chất lượng cuộc sống thấp. Bạn sẽ không dành thời gian quý báu với bất cứ ai. Bạn sẽ không ăn tất cả những thứ để trước mặt. Hay là bạn không thể biện minh cho sự chậm trễ vì bạn không thể thức dậy. Khi bạn thay đổi cách nhìn về cuộc sống cũng sẽ thay đổi. Khi bạn mở rộng tầm nhìn của mình, bạn sẽ nhận ra rằng mình bắt buộc phải thay đổi. Vậy thì có bao giờ các bạn tự hỏi rằng những người thành công họ có cách sống ra sao? Họ đối nhân xử thế như thế nào? Ngày hôm nay thì Bí quyết thành công muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về 12 chữ không của người thành công. Và cụ thể đó là những chữ gì? Xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng Bí quyết thành công tìm hiểu. Bí quyết thành công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Người thành công có 3 thứ không quản, 4 thứ không nói và 5 thứ không giúp các bạn ạ. Tại sao lại như vậy? Trước tiên thì các bạn hãy cùng Bí quyết thành công tìm hiểu về 3 thứ không quản của người thành công là gì nhé. Làm người, quý ở chỗ nên biết dừng ở đâu và lúc nào, không quản chuyện không đâu, không phải là lạnh lùng mà là một kiểu chừng mực. Người thành công, họ sẽ không quản chuyện bao đồng. Bớt quản chuyện của bạn bè, tôn trọng lựa chọn của họ là đang cho tình bạn không gian để bền lâu. Bớt quản chuyện của người khác, tránh xa cuộc sống của người khác. Có như vậy thì mỗi người mới có thể thể hiện được cá tính của bản thân. Bớt quản chuyện của người thân, chỉ khi có những không gian nhất định giữa người thân thì gia đình mới thực sự hòa hợp. Dành cho nhau một khoảng không nhất định mới có thể giữ được trạng thái quan hệ thoải mái nhất. Quan tâm chăm chuyện bao đồng mà người khác chỉ bằng làm một tốt chuyện của mình. Đừng bao giờ đổ thừa, mong chờ, kêu gào bắt người khác phải giúp mình. Chỉ có bạn, không ai khác chịu trách nhiệm cho sức khỏe tinh thần của bản thân, rồi tự thân vận động đi. Khi mình đã ổn rồi, tự khắc sự bình yên của mình sẽ giúp được cho ai đó khác. Cho nên, giúp người là giúp bản thân mình trước đã, và giúp đời là giúp cho thế giới này bớt đi một kẻ tào lao. Kẻ tào lao này không ai khác chính là bản thân ta đó. Bạn đã thấy mình chịu trách nhiệm với bản thân hay chưa? Đọc nhiều sách mở mang kiến thức, bớt quản chuyện bao đồng dưỡng tinh thần, đấy mới là trí tuệ trong đối nhân xử thế. Ngoài chuyện bao đồng thì người thành công cũng không quản chuyện tình cảm người ta. Không làm bà mai mối, không làm người bảo lãnh, cả đời không phiền não. Làm người ở giữa cho chuyện tình cảm của người khác là chuyện không dễ dàng. Và ngày hôm nay hai người chia tay, hôm sau lại làm hòa. Khuyên hòa, khuyên chia đều là bạn, không phải. Vì vậy, gặp chuyện tình cảm của người khác, tốt nhất là không nên tham dự. Người xưa còn nói rằng, thanh quan bán đoạn ra vụ xưa. Ý muốn nói, chuyện gia đình là chuyện vô cùng phức tạp, đến cả quan thanh liêm cũng khó lòng phân định. Thứ ba, không quản việc nhà người khác. Lưỡi với răng còn có lúc đánh nhau, người một nhà ở với nhau thì không tránh đụng phải mép nồi. Những chuyện tế nhị như vậy, ngay cả người nhà còn chưa chắc đã nói rõ được với nhau, một người ngoài thì liệu biết được cái gì? Huống hồ người thân với nhau không chỉ nói lý mà còn nói cả tình. Đây không phải là chuyện một người ngoài nên nhúng tay vào, vì vậy đừng quản chuyện nhà người khác. Chúng ta không có cái quyền hạn này cũng chẳng có đủ năng lực. Các bạn ạ, trên đời này có 3 việc. Việc của người khác, việc của bản thân, việc của ông trời. Chúng ta buồn phiền là do quên mất việc bản thân, xích ren vào việc người khác và lo lắng về việc của ông trời. Thực ra, để bạn muốn vui vẻ thì cũng rất đơn giản. Muốn sống một cách ung dung tự tại thật cũng không khó. Chỉ cần làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc người khác và đừng nghĩ việc của ông trời. Và những người thành công, họ luôn làm như vậy. Người xưa có dạy, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Nghĩa là bệnh từ cái miệng do ăn uống mà đem vào, họa cũng từ cái miệng do nói chuyện thị phi mà thành. Vậy nên trong giao tiếp, chúng ta không nên nói những gì. Hãy cùng Bí quyết thành công tham khảo về 4 điều mà những người thành công không nên dưới đây nhé. Đầu tiên, những người thành công không nói những điều xấu. Miệng là cái rìu, lời nói là con dao. Các bạn không nên cái gì cũng nói tuyệt ra hết, giữ lại cho mình chút khẩu đức. Đừng công kích điểm yếu của người khác, sát muối và vết thương của người ta.
Người thích sát muối và vết thương người khác chỉ khiến người khác ghét mình hơn, hại người hại mình. Con người sống trên đời dựa vào hai chữ tôn trọng để đứng vững trong xã hội. Con người sống ai cũng có thể diện, ai cũng có tôn nghiêm, chẳng ai ưa sĩ diện. Vì vậy đừng chọc vào điểm yếu của người khác hay nói xấu sau lưng người khác. Có người nói, tôi không hề là một điều xấu nào, tại sao có thể tổn hại đến phúc được? Kỳ thực các bạn nên nhớ một điều, tạo khẩu nghiệp cũng sẽ tổn hại đến phúc của các bạn. Một người có mệnh tốt hay không thì chỉ nghe lời nói của người đó là biết. Những người thành công không nói lời ngông cuồng. Người tài giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Bạn vĩnh viễn không bao giờ biết được người khác tài giỏi và mạnh mẽ ra sao. Bạn có thể tự hào về mình nhưng tuyệt đối không được ngạo mạn. Phần lớn thất bại đời người đều từ hai chữ, một là lười, hai là ngạo. Người thích nói lời ngông cuồng, ngạo mạn. Tầm nhìn sẽ trở nên hẹp hơn, không biết thế nào là trời cao đất dày. Trông thì tưởng đang nhe nanh duỗi móng, thế nhưng thực ra chỉ là một con hổ giấy. Khiêm tốn một chút, không bao giờ là có hay cả. Theo quan điểm của Phật giáo, thì trong cuộc đời của một người, không phải ngày nào cũng làm chuyện thất đức. Nhưng việc nói những lời thất đức, thiêu đức, khó nghe và không đúng đắn thì có thể xảy ra mỗi ngày. Tích lũy qua năm tháng, phúc báo sẽ vì khẩu nghiệp mà chạy hết. Do đó, người nói chuyện không có khẩu đức, cả cuộc đời thường gập ghềnh, nhấp nhô, thậm chí là rất thê lương. Người xưa nói, miệng có thể nói lời đẹp như hoa hồng, miệng cũng có thể nói lời độc như ngai ma vương. Tu dưỡng khẩu đức cũng là tu luyện trường năng lượng của bản thân. Người mà toàn thân tràn đầy năng lượng tốt đẹp mới có thể gặp nhiều may mắn. Đã có hàng ngàn tỷ lý do để con người ta than vãn về cuộc sống này. Tôi thực sự mệt não và mỏi óc khi phải nghe người ta than vãn về cuộc đời này quá nhiều như bầy ong vò vẽ, kêu suốt đêm dài, trong khi tôi cố gắng chợp mắt một chút. Vấn đề không phải ở lý do luôn ở đó, khó khăn luôn ở đó, nó thậm chí còn có trước khi loài người xuất hiện nữa kia. Nó như mẹ ta vậy, nó có trước ta, chúng ta sinh ra sau, mà cũng có thể là nó sinh ra ta không chừng. Mà con cái thì không có quyền gì cãi cha mẹ. Hoặc là chấp nhận, hoặc là nhảy ra đời tự mưu sinh, đơn giản vậy thôi. Những người thành công, họ không nói những lời oán than, ca thán. Mỗi khi chúng ta xuống hành tinh này, chúng ta chọn một điểm để đổ bộ. Người tưởng chừng hạnh phúc khi sinh ra ở châu Mỹ, kẻ đói khát ở châu Phi, người đau khổ vì chiến tranh ở Trung Đông. Hay đơn giản là chọn nước Việt Nam khá yên bình này làm nơi trú ngụ một đời con người. Khi còn bé, chúng ta rất ngoan ngoãn, tất cả đều như vậy. Và khi lớn lên, chúng ta bắt đầu kiếm chuyện đủ thứ. Rồi chúng ta bảo trái đất thế này, xã hội thế kia, cuộc sống thế này. Và chúng ta bắt đầu than vãn, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Mỗi người đều mang trên vai những gánh nặng khác nhau để tiến về phía trước. Ca thán không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, chỉ truyền đi năng lượng tiêu cực. Phàn nàn nhiều, bạn bè tự dưng sẽ ít lại. Đừng trở thành người truyền đi năng lượng tiêu cực, chẳng ai thích cả ngày phải đối mặt với một người suốt ngày ủ rũ và khó ở. Hãy thôi đi, hãy thôi than vãn và đổ lỗi về cuộc sống này đi. Hoặc là thoát ra, hoặc là xuôi theo. Đừng chống lại sự thật, đừng chống lại quy luật tự nhiên. Bạn sẽ bị đè bẹp theo cách mà bạn ngốn hết chỗ năng lượng còn lại cho cái miệng và cái tay gõ phím bùng ra những lời kêu than vãn. Bạn sẽ nằm bẹp dí vì hết năng lượng. Hoặc là làm, hoặc là không làm. Hoặc là cải thiện, hoặc là bỏ xó. Hoặc là nhảy ra, hoặc là chấp nhận. Thay vì ngồi đó kêu như một con ngỗng, và trái đất vẫn quay, mặt trời thì vẫn mọc, đoàn người vẫn đi làm mỗi sáng. Chỉ còn chúng ta nơi đây, nằm bẹp dí trong căn phòng tối với những tiếng kêu nhằm mong chờ những sự thương hại không bao giờ có. Gặp vấn đề, trước tiên hãy tìm lý do từ bản thân mình. Sống ở đời, thay vì ca thán một ngày, chi bằng nỗ lực một ngày. Ngồi đó ca thán, chi bằng để dành sức nỗ lực và cố gắng. Trong cuộc đời, đôi khi chỉ một lời nói bất cần hay không đúng chỗ có thể tàn phá bao nhiêu công sức lao động. Để thành công, các bạn cần xây dựng hình ảnh của bản thân là một người thông minh, chững chạc, đáng tin, điềm tĩnh, tinh tế và nhiều kinh nghiệm trong công việc. Những người thành công, họ không nói lời vô nghĩa. Có chuyện kể rằng, Tử Cầm hỏi thầy mình là Mặc Tử, nói nhiều liệu có gì tốt? Mặc Tử nói, ếch mũi kêu suốt ngày suốt đêm, kêu đến nỗi cháy cổ khát họng, rồi ai sẽ nghe chúng. Thế nhưng nhìn con gà xem, cứ đúng bình minh kêu gáy, đánh thức mọi người dậy. Phu nhân bất ngôn, ngôn bất hữu trung. Câu nói này của Khổng Tử ý muốn nói, kẻ sĩ hoặc là không nói, hoặc là mở miệng ra nói câu nào đúng câu ấy. Đừng nói những lời vô ích không có giá trị, nói nhiều cũng vô ích, quan trọng là nói đúng trọng tâm. Lời ít ý nhiều, đây là cảnh giới. Nói, hãy nói sao cho đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh,
đúng người và nói những lời thích hợp. Sẽ là khôn ngoan nếu bạn tập cách thỉnh thoảng mới cất tiếng, chứ không phải nói dài dòng và rông dài. Nếu bạn không kiểm soát được lời nói của mình thì khả năng lớn là bạn sẽ nói lung tung. Nếu bạn suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, dừng lại một chút để uốn lưỡi thì sự truyền đạt sẽ chính xác và bạn sẽ chỉ nói những điều có nghĩa. Khi đó bạn sẽ được tiếng là người thông minh và chững chạc. Mọi người sẽ đến xin lời khuyên của bạn bởi họ biết bạn luôn suy nghĩ trước khi nói và không nói suông. Người khác sẽ tin tưởng bạn. Một khi đã được mọi người tin tưởng, bạn đương nhiên là ứng cử viên cho sự thăng tiến và thành công. Các bạn thân mến, con người sống trên đời dựa vào hai chữ tôn trọng để đứng vững trong xã hội. Con người sống ai cũng có thể diện, ai cũng có tôn nghiêm, ai chẳng ưa sĩ diện. Vì vậy, đừng chọc vào điểm yếu của người khác hay là nói xấu sau lưng người ta. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo đôi lúc không phải tùy thuộc vào gia cảnh, may mắn như nhiều người hay ganh tị nói. Liệu có phải những điểm khác biệt nào trong suy nghĩ và hành động đã tạo ra sự thành công của người giàu và sự bí bách của người nghèo? Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 3 thứ không quan, 4 thứ không nói của những người thành công rồi. Và tiếp theo thì các bạn hãy cùng về bí quyết thành công tìm hiểu về 5 thứ mà những người thành công họ không giúp nhé. Và cụ thể đó là 5 thứ gì? Tại sao những người thành công lại không muốn giúp? Không lẽ nó ảnh hưởng đến tài sản của họ? Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi video của chúng tôi. Các bạn thân mến, những người thành công họ nói rằng không giúp việc quá sức với mình. Lực vi thể phụ trọng, khôn nghinh mạc khuyên nhân. Sức lực nhỏ bé đừng mang gánh vác quá nặng, lời nói không có sức thuyết phục thì đừng khuyên người. Giúp đỡ người khác cũng phải biết lượng sức mình. Những việc người khác nhờ nếu trong phạm vi khả năng của mình, giúp được thì hãy giúp. Còn nếu những việc đó nằm ngoài khả năng phạm vi của mình thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân đi giúp. Đừng vì sĩ diện muốn lấy lòng người khác, hãy lo cho bản thân mình tốt trước, chăm sóc, quan tâm người thân trước tiên. Giữa người với người, dù có thân thiết tới đâu cũng nên biết chừng mực, nắm rõ vị trí của mình, phân biệt rõ ranh giới giữa mình và họ. Tiếp theo là việc thứ hai mà người thành công, không giúp việc quá vượt quá ranh giới. Liên quan tới việc nhà, việc riêng của người ta, những việc như vậy không nên giúp. Những sự giúp đỡ vượt quá ranh giới, người khác chưa chắc đã lĩnh ngộ được ý tốt của bạn. Những sự giúp đỡ đầy nghĩa khí nhất thời rất dễ biến thành ôm chuyện bao đồng. Con người thật khó hiểu, ai cũng biết cảm ơn là điều cần thiết trong mối tương giao giữa người với người. Kèm theo lời xin lỗi, luôn đem lại bầu không khí hòa bình và thân thiện cho gia đình, xã hội và cả thế giới, đang có chiến tranh bạo lực. Thế nhưng tại sao nhiều người lại không biết nói lời cảm ơn? Và điều thứ ba mà những người thành công không làm, đó là họ không giúp người không biết cảm ơn. Giữa con người với nhau, giúp đỡ là tình nghĩa, không giúp đỡ là bổn phận. Luôn tồn tại những người xem sự bỏ ra, sự giúp đỡ của người khác là điều hiển nhiên. Họ nhận lấy mà không có một chút biết ơn nào. Bạn giúp họ 10 lần, chỉ một lần không giúp thôi, họ sẽ trở mặt ngay lập tức. Đến cuối cùng, quay ra trách ngược bạn không có nghĩa khí. Trước khi giúp đỡ ai đó, hãy nhìn cho rõ nhân phẩm của đối phương. Nếu không, mọi công sức của bạn sẽ đều là phí công vô ích. Cả giáo xưa dạy chúng ta, đến bữa bừng bát cơm, phải biết ơn người cày ruộng một nắn hai xương, vất vả khó nhọc mới làm ra được hạt gạo. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Cách ngôn của Chu Tử dạy cháu con cũng viết, một bát cháo, một hạt cơm nên nghĩ kiếm được không dễ. Nửa tấm vải, nửa sợi vải, phải nhớ làm ra rất khó. Người biết cảm ơn người khác là người biết quý trọng mối nhân duyên, hiểu đạo lý nhân sinh, trong lòng luôn cảm kích, tự nhiên sẽ thấy mỗi ngày trôi qua là một ngày đầy ý nghĩa, gắng sức để báo đáp những đặc ân mà chúng ta gặp hàng ngày. Người không biết cảm ơn, coi mọi việc là tự nhiên, là lẽ thường, là nghĩa vụ của người khác, chắc chắn là kẻ có nhân cách thấp kém. Tự tư, tự lợi, chỉ biết đến mình, chính là loại người mà người xưa mắng, phường phong ân bộ nghĩa. Ngày nay, ngày càng nhiều phụ nữ khi tìm bạn đời không còn quá quan tâm đến vẻ ngoài người đàn ông đó có đẹp trai hay không, chiều cao có lý tưởng hay không, có nhiều tiền, nhà cao cửa rộng hay không, mà chỉ quan tâm đến ý chí và nội tâm bên trong của họ, xem họ có phải là người có chí cầu tiến hay không, bởi vì nó mang tính quyết định cho cuộc sống. Và những người thành công cũng vậy, họ sẽ không giúp người vừa nghèo vừa không cầu tiến. Cứu người cầu tiến, không cứu người nghèo, giúp người khó, không giúp người lười. Một người khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ là chuyện nên làm, là đang tích phúc cho bản thân. Nhưng nếu một người không chịu cầu tiến, thì sự giúp đỡ của bạn sẽ chỉ càng làm họ phụ thuộc hơn. Bạn chỉ có thể cứu một người trong lúc khó khăn, chứ không thể thay đổi vận mệnh của ai. Trừ phi, tư tưởng của họ có sự thay đổi. Nếu không, thì những kiểu người như vậy tuyệt đối không giúp. Người có chí cầu tiến, họ sẽ luôn cố gắng để mang lại cho bạn một cuộc sống tốt đẹp hơn.
nếu chọn một người giàu nhưng lại không có chí cầu tiến, chỉ sống dựa vào tài sản của cha mẹ, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Một ngày khi cha mẹ không còn, liệu người đó có tự mình mà gánh vác được sự nghiệp đó hay không? Các bạn ơi, các bạn có biết rằng người thành công họ sẽ không giúp việc trái luân thường đạo đức. Đây chính là việc thứ 5 mà người thành công không làm. Bất kể là bạn bè ra sao, giúp đỡ cũng phải có giới hạn của đạo đức. Những chuyện vô đạo đức, vi phạm pháp luật tuyệt đối không được giúp. Giúp những việc như thế này thì chỉ khiến bạn bè càng lún càng sâu, bản thân cũng bị liên lụy. Học cách khuyên giải bạn bè tuyệt đối không được kích động, giữ đạo đức mới giữ được lương tâm. Thưa quý vị và các bạn, những việc làm của những người thành công bao giờ cũng khác biệt so với những thất bại. Chính vì vậy thì chúng ta cần lưu ý để học tập, để trở thành người thành công hơn trong cuộc sống. Với 12 chữ không của những người thành công mà Bí Quyết Thành Công đã chia sẻ với quý vị và các bạn ở trên, thì mong rằng chúng sẽ giúp cho các bạn trở nên hoàn thiện hơn, thành công hơn nhờ những chia sẻ ở trên. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo của chúng tôi.